Dù tác nghiệp đúng quy định của pháp luật, nhưng không ít nhà báo đã và đang gặp phải nhiều rào cản trong tiếp cận thông tin, đặc biệt là thông tin về các vụ việc liên quan đến chống tiêu cực. Họ bị uy hiếp về tính mạng, bị khủng bố về tinh thần, thậm chí người thân cũng bị đe dọa. Mới đây nhất, vụ việc xảy ra tại huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Nhà báo Nguyễn Văn Hải của tạp chí Người Cao Tuổi nhận được đơn thư phản ánh của ông Vương Đắc Diên, là đại diện một số người cao tuổi tại đây, về tình trạng một số kẻ gian đập phá dốc cổng lên chùa Sùng Đức Cổ. Nhà báo Văn Hải cùng với ông Diên đang ghi nhận thực tế thì hai thanh niên trên ngăn chặn và yêu cầu phải xuất trình thẻ nhà báo. Sau đó, thanh niên áo đen có những lời lẽ côn đồ đe dọa đến tính mạng của phóng viên. Thậm chí, các đối tượng này còn cướp, giật điện thoại của ông Diên và chạy ra ngoài ném đi trước sự chứng kiến của nhà báo. Thì sau khi nhận phản ánh tiếp tục lên thì chúng tôi xuống, thì gặp người dân ở chỗ ông Diên, thì ông có dẫn tôi đến chùa cổ để ghi nhận lại thực tế cái việc có hay không được đập phá. Thì qua vào trong đấy thì chúng tôi cũng đã ghi nhận lại thực tế, nhưng mà tuy nhiên khi mà vào trong chùa ấy, thì có hai người, hai thanh niên, thì không biết là người ở chùa hay không, thì họ cứ đi theo đằng sau. Sau đấy thì chúng tôi ghi nhận thực tế xong thì có hai thanh niên chạy lại, thì yêu cầu chúng tôi phải xuất trình thẻ nhà báo, nếu không thì sẽ không cho ra, họ sẽ gọi công an đến. Thì trong quá trình mà làm việc với thanh niên áo đen thì thanh niên áo xám được biết là tên là Vương Quang Diễn, thì thanh niên đấy đã cướp giật điện thoại của một người dân đi cùng với tôi. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội, vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam, triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh bích Live Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Theo các luật sư, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2020 NĐ-CP, trong đó có quy định các hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Việc cản trở hoạt động của báo chí, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của nhà báo, phóng viên được biểu hiện ở các hành vi có lời nói hoặc việc làm nhất định nhằm ngăn cản, gây khó khăn trong quá trình tác nghiệp của nhà báo, phóng viên như chửi bới, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm, uy hiếp tinh thần, dọa đánh, dọa giết, thu giữ hoặc làm hư hỏng, hủy hoại trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên. Ngăn cản trái phép, không cho nhà báo, phóng viên ghi hình, tiếp cận và thu thập thông tin, tài liệu theo đúng quy định của pháp luật. Hành vi thu giữ trái phép các phương tiện, tài liệu trong hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 20 triệu đồng cho đến 30 triệu đồng. Còn đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhà báo và phóng viên đang trong hoạt động nghề nghiệp, hoặc là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng các tài liệu, phương tiện trong hoạt động báo chí của nhà báo, phóng viên thì có thể bị xử phạt với mức phạt là từ 30 triệu đồng cho đến 40 triệu đồng. Còn đối với hành vi là có những lời nói, những hành động đe dọa đến tính mạng của các nhà báo, phóng viên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là từ 40 triệu đồng cho đến 60 triệu đồng. Hy vọng rằng, cùng với quy hoạch báo chí đến năm 2020, luật báo chí, cán bộ luật, luật liên quan khác, Nghị định 119/2020 NĐ-CP sẽ trở thành điểm tựa quan trọng để mỗi nhà báo, phóng viên an tâm khi tác nghiệp, cống hiến hết mình trên cơ sở thượng tôn pháp luật và thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và đạo đức nghề nghiệp.